Xin chào mọi người, đây là một chiếc bán tải Ford Ranger. Thì Ford Ranger này có rất là nhiều phiên bản. Đây là phiên bản XL, là phiên bản XLS. Hiện tại giá lăn bánh của nó thì rơi vào khoảng gần 700 triệu. Xe này thì có hỗ trợ trả góp nhé các bạn. Xe này vay được 80%, thì mình bỏ ra khoảng chừng từ 160 tới 190, gần 200 triệu là lấy được con xe này rồi. Thì hiện tại con xe này đang chuẩn bị giao đến tay khách hàng. Ford Ranger này thì ngoài thằng XLS này thì còn có cái XLT cao hơn và Gujarat, và hiện tại giờ là có cái Raptor các bạn. Động cơ của nó là 2.2 hộp số tự động 6 cấp. Đây các bạn có thể thấy. Về phân khúc bán tải thì Ford Ranger hiện tại là ông vua bán tải, đang dẫn đầu phân khúc. Đây phía đây là phía đằng sau đuôi xe các bạn ha. Hiện tại thì những khách hàng nào mà mua cái con xe bán tải này thì đều được tặng một cái lót thùng các bạn. Đây. Đây là lại cái lót thùng. Tính năng cơ bản trên xe thì kho bán tải này đều đáp ứng, thì có những cái tính năng cao cấp hơn thì xe kho XLS này không trang bị các bạn. Đây là chỉ là bản tiêu chuẩn thôi, chưa có bản đủ. Bản đủ thì các bạn phải lấy Gujarat hoặc là Raptor hiện tại bây giờ á. Đây mình bước vào cái nội thất phía bên trong, trong cabin. Đây nó hơi dơ một tí, do là đang chuẩn bị công cụ giao xe thì rửa nó mới sạch. Đây mình bỏ lên đây luôn, nhìn cái đồng hồ bên trong. Xe này thì không có cái nút sửa ta top các bạn. Ở phía màn hình. Thì về mặt thiết kế của cái xe con xe này thì nó không được bắt mắt giống như những cái con Gujarat cũng bình thường thôi, nó không có gì là gọi là ấn tượng hết á. Gujarat thì bằng những màn hình hiển thị này nhìn rất đẹp. Đây, mình bật chìa khóa lên thì xem nào. Đây đang báo là chưa có đóng cửa, tại vì mình đang mở cửa để mình quay cho các bạn xem mà. Hộp số tự động 6 cấp các bạn ha. Xe. Đây là cái băng ghế phía sau. Nhìn nó cũng tương đối rộng rãi. Nó không, mình không thể so sánh với mấy chiếc SUV được. Xe này thì có sẵn cái bề bước lên xuống đúng không các
gương chiếu hậu thì cái con xe này không có tích hợp cái đèn xi nhan ngay chỗ gương chiếu hậu. Mâm của con xe này là mâm 16 nha các bạn, sử dụng lốp lốp. Hệ thống treo phía sau thì treo níp. Tiếp tục sau các bạn ha. Sẽ hướng dẫn các bạn bỏ cái bao tay lái vào cái xe bán tải Ranger này ha. Còn mình cái quy trình nó cũng giống như là mình mở một cái chiếc vỏ xe vậy á, vỏ xe máy hoặc vỏ xe đạp vậy. Các bạn cũng phải là mở từ từ bỏ vậy. Mình bỏ từ từ ha. Đây, các bạn theo dõi nha. Bỏ dưới lên cho nó khỏe ha, có lực ha. Đây, nó sẽ rất là khó ép sắt nó vào. Vậy là xong rồi các bạn ơi.